Khách du lịch Mỹ đến Paris tăng vọt nhờ đồng đô la và euro ngang giá. Đồng euro tăng giá ngang bằng với đô la Mỹ lần đầu tiên sau 20 năm vào ngày thứ Ba 12 tháng 7. Một tỷ giá hối đoái là một tin tốt cho những người Mỹ đi du lịch đến châu Âu và Paris vào mùa hè này. Paul Glock, một khách du lịch đến từ Columbus, Ohio trong chuyến đi 8 ngày đến Paris cho biết đồng đô la mạnh hơn có nghĩa là anh ta có thể chi tiêu nhiều hơn trong thời gian lưu trú của mình. Ông ta nói với Reuters rằng mọi thứ có giá cả phải chăng hơn một chút đối với chúng tôi. Vì vậy chúng tôi có thể làm một số việc mà chúng tôi trước đó có thể không làm được. Vì vậy chi phí cho chuyến đi ít tốn kém hơn, khách sạn ít tốn kém hơn một chút, thức ăn cũng ít đắt hơn một chút và chúng tôi có thể làm một số điều xa xỉ mà chúng tôi thích thú. Đồng euro đã mất giá 11,5% so với đồng đô la kể từ đầu năm, bị đè nặng bởi khả năng suy thoái gây ra bởi cuộc khủng hoảng năng lượng và chiến dịch tăng lãi suất của ECB thua xa so với chiến dịch của Fed. Ngược lại, sự sụt giảm của đồng euro so với đồng đô la có nghĩa là việc ở Mỹ giờ đây sẽ tốn kém hơn đối với người châu Âu.